Em xin chào các bác. Bên em vừa về được một lô pin EVE hàng lướt các bạn. Pin 3,2V, dung lượng là 105A. Và dung lượng thực tế đã được test là 96A các bác nhé. Pin EVE hàng lướt còn rất là đẹp các bạn. Nhân tiện thì em cũng giới thiệu luôn tới các bác một cái combo để các bác có thể tự ráp được một khối pin 12V. Đấy, combo bao gồm 4 cell pin. Mỗi một cell pin này có điện áp là 3,2V. Chính vì vậy các bác sẽ cần 4 cell pin nối tiếp nhau để lên 12V các bác. Và tất cả các cell pin này thì đều đã hàn sẵn hai cái điện cực này các bác nhé. Phân biệt âm dương rất là rõ ràng như này. Đấy, nên các bác rất là dễ ghép. Ngoài ra thì đi theo mỗi cell pin thì sẽ có cầu nối rất là dày và đai ốc để các bác tự ráp. Cái này sẽ không phải hàn các bạn, mình dùng cầu nối và đai ốc mình vặn thôi, cực kỳ là dễ ghép. Và một cái mạch bảo vệ sạc xả như này các bạn, cái mạch này rất là quan trọng này. Mạch này sử dụng cho pin 3,2V các bác nhé, và xả 150A, dùng cho hệ 3S và 4S, dùng chung cho hệ 3S và 4S các bạn. Nhà sản xuất thì có cho anh em thêm 4 cái đầu cốt này. Tất cả các đầu cốt này đều được mạ niken. Các bác sẽ bấm cái dây điện vào đây các bạn. Mạch 150A này rất là chất luôn các bạn. Mạch rất là to, nó to hơn những cái mạch 100A với 150A, 120A rất là nhiều. Đằng sau nó cả một cái đế tản nhiệt bằng nhôm này các bác, rất là dày. Tản nhiệt cho cái linh kiện đằng trước này. Đây các bạn. Còn đây nó là cái dây kết nối pin này các bạn. Mỗi một cell pin này có giá là 830.000 các bác nhé. 830.000 một cell. Bên em bao phí vận chuyển các bạn. Bên em bao phí vận chuyển. Và giá này đã đầy đủ phụ kiện rồi các bác nhé. Còn nếu anh em qua trực tiếp cửa hàng em lấy thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút, trừ cái chi phí vận chuyển đi. Cell pin này hàng lướt còn rất đẹp các bạn. Và đây là pin của hãng EVE các bác nhé. Nên là nó cực kỳ là chất lượng luôn. Kể cả những pin lướt này nó cũng hơn hẳn những cái dòng pin mới mà không có thương hiệu các bạn. EVE này rất là bền. Sẵn điện cực, hàn sẵn điện cực rồi các bác về rất là dễ ghép. Trọng lượng của mỗi một cell pin nó xuất 2kg các bác nhé. Nó khoảng 1,98kg các bạn. Kích thước đây các bác nhé. Cái chiều dài là 19,5 các bạn. Chiều rộng là 12,8. Và nó dày 3,5 các bạn. Cell pin rất đẹp luôn các bạn. Để ghép cho hệ 12V thì các bác sẽ cần 4 cell pin các bác nhé. Cần 4 cell. Ghép cho hệ 24V thì sẽ cần 8 cell. Và hệ 48 thì sẽ cần 16 cell các bạn. Và dưới đây là toàn bộ các cái chi tiết này các bác. Mình để ghép được một khối pin 12V thì cũng khá là dễ thôi các bạn. Tại vì tất cả cái cell pin này thì đều đã có sẵn điện cực rồi. Các bác chỉ cần ghép cầu nối và vặn đai ốc vào thôi. Đấy, không cần phải hàn gì cả. Kể cả những cái điện cực này rất là to luôn. Chắc chắn luôn các bạn. Mỗi một cell pin này có giá 830.000 các bác nhé. Đã gồm phí vận chuyển, đã đầy đủ phụ kiện. Và tất cả các điện cực này thì đều đã được hàn các bạn, nên anh em ghép rất là dễ. Đây các bác nhé, ghép cực kỳ là dễ luôn các bạn.
Nếu anh em nào chưa biết ghép ấy, thì em cũng hướng dẫn luôn các bác. Đây ạ. Trên này nó đều có ký hiệu âm dương hết rồi các bác nhé. Để ghép một hệ 12V thì nó cũng không khó lắm đâu các bạn. Tại vì những cái cell pin này thì đều đã được hàn hết điện cực rồi. Lại còn phụ kiện đi kèm đầy đủ cầu nối và đai ốc như này. Các bác về tự ghép thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Đó. Khi các bác nối tiếp như này các bác sẽ đo cực dương này và cực âm bên này thì sẽ ra 12V các bác nhé. Ra 12V đấy ạ. Còn cái mạch này nữa các bác. Cái mạch này. Trên cái mạch này nó sẽ có một cái dây màu đen này. Cái mạch cân bằng bảo vệ nào cũng vậy, nó sẽ có dây màu đen như thế này. Cái dây màu đen này lúc nào cũng sẽ vào cực âm các bác nhé. Và tất cả các cái dây còn lại theo thứ tự này các bác này thì nó sẽ vào cực dương này, vào các điện cực dương như này các bác nhé. Đó. Mạch đây là mạch 3S 4S cho pin 3.2. Ngoài mạch này ra bên em còn có mạch 3S 4S cho pin 3.7 các bạn. Cũng là mạch 150A này. Còn nếu anh em ghép cho hệ 24V hoặc là 48V thì bên em thường thường sẽ bán cái mạch JK BMS. Mạch đó thì nó chất lượng các bạn.